cầm rôn lâu là bươn lươn nông bình từ khai bạc khai bè xây ở nút đô chì sáng ngạc chân bà đi điểm bán mà chè vì muốn lưu sâu đạt vừa trong năm nâng chẳng hết á trong khai đọc mùi trong khai đọc pi ở lời nâng dương chiên châu đo trong khai đọc pi hào bà trong mên tên á bà trong khai đọc pi hay nơi ta mình toàn tiết hay bình chí chôn nơi ta mà đà để thả thông phần bạc bò này phần áp bị bọt đó chết ra từng rong chăm chết ta chung ngon chẳng hết á bà ở lời nếu cứ dương nâng chậm biết chung ta đo bọn bọn bà chì bọt dương thả ta mọc bị bánh hà ấy rứ coi dạng nà nó cứ dương khiêm nâng thuê ca chậm biết chung ta đo bọn bọn dương bà tốt bây chì khai rốt tha bị bà bàn á an còn lo mọc tha cầm rốn sang song phần lọc bươn lươn bì rì ta đi phần ông bênh ta khai bè xe ở nụ cửa nâng ba ca đặt tha nâng trong năm đi khá đầy bọn tay kết mọc đo khai thân nụ nít ta hai cũng toán miên bò rộp biên nà mùi bằng chiếc ông bì ca lầm ất tha nâng chắc đám ba ca sang song nâng bê nà nụ tê nâng bì chẩm nợt nà oi bà cót nà lái cả nát đai cùng rôn đọt hôm nít nâng chiếc bà bó tạ sắc rô bọc cam bì chìa mùi nít còn bông tay sạch thất nâng nông gà sai phát nết rô bọc xa thi nạ chuẩn cơ xuống xa thi nạ ca nâng đất hình chún bàn bằng chiếc tha cùng rôn nít mình bài bú nụ tê bà nâng bà ca đặt than sống tốt nâng bà ca đặt than sang song chạp chạp khẳng mục nít đau ý bê nít cầm hôn sang song bàn chậm đai bạc bà màn mùi rối liên đô la xà rạp ẩm rích nâng nông ca tinh song phải ra khuyên chạc xâm rạp ẩm ra ca sạch tha bà ná hai chậm nay ai lúc ai chạc đông xuân chẳng thấu nâng miên bà xa phong đại tha ca bà ca đặt than sang song phâu là bươn lươn bì rì chạy đi phân bênh tạc khai bè xe nụ nâng chạp bà đàm nâng nông bê lưu chạp chạp khả mục nê cầm rôn sang song phâu là bươn lươn nê cầm hôn chân bàn chậm nay bạc tinh song phải ra cương chạc cổ bạp hết ổng bạp mán mùi rối liên đô la xa rốt ẩm rết dốt mọc sang song hai cầm hôn ở rôn chăm ai gặp hiếp bì cầm bạc xa áp bì bạc chiết cờ xuông xe đặc cách nâng hình rách bạc thô tha mùi ná bàn cua tài lược lệnh bốn nâng mùi ná ở thở dọc bốn lúc bàn mặt thay mà đăng tiết phần đại thà dương rôn chăm ca đọc sài phòl bạc bòl mùi chậm nuôn kẻ tôn tầm nâng cầm rôn pháu lập bươn lượn nì tại sẵn khâm tha nâng ba ca đặt than khăn ông bê chắp chắp khả mục nít prua dương rôn tì tăng ba ca đặt than sang song và đọc ả xót bàn hài cầm rôn pháu lập bươn lượn bì ở rịt tình phân bênh tờ khát bè xe nút miên bà vay mùi rối cao sắp kì lô mát cơm sang song miên buôn cẩn lồn tờ tưng plâu bà vay mà phây buôn mát ra đòi cao su a xế miên xuân chá ba khăn còn đá nâng miên ở rộng bóng xong khẳng tàm mà đòi plâu miên spiên với nâng ập chống chồng nuôn ha sắp ra môi cẩn lại spiên clay chồng nuôn xam sắp bay cẩn lại spiên rộng lồn ở rứa co spiên phần phần cư chậm nuôn bây rối mà phây môi cẩn lãnh nâng miên cẩn lãnh chốt xâm rạ chậm nuôn bây cẩn lãnh đại cương chậm nai thạp vị ca bà màn chất bì bơn liên đô la xa hà rạch ẩm rách bà phêl sàn xong rồi dọc phêl buôn chân nằm tàm cùng rôn phần nít chánh bì rít tình đi phần bánh cư sở thật nơi phần này kháng sạm này phần chiên lệch buôn bà màn 30 km tớp nghĩa mọc chuyên đại vĩnh ở rô hốt đó sắp bảy nục nghĩa màu kháng sạm đáy ở rô hốt đó khai bè xe ở nút tạm ở đòn cùng rôn phần là bươn liền nít cứ chấp đám bì phần cầm tùm nốc cọp sâu tư bà này thả phần bì tông ở rô bọc xa la rít tình đi phần bình lúc mặt đất mây có là gián bà thiên trông bạc xa vì chi là thán sắc xa cả áp hệ vót bàn thay phong đại thá bánh hà hệ tha ra chân à sẵn phân chia rương bà chôm mùi nợ khăn ông ca áp hệ vọt sức để cách cam bà chìa bần tài rõ thà bị bà nợ khăn ông rời dạp phê bà mạng chân nằm trong cõi nít bàn ở riêng trong cô nợ dụ bái lần vi nợ dụ tờ lỡ hệ tha ra chân à sẵn phân dàng chân đập bây chùm mở rốn cầm năng sức để cách chìa hồi ở vây đài rõ thà bị bà bàn thơ cứ sẵn thật nợ khăn ông tự đào cho bà lõ lúc xin à ai miên ca phần lươn ca vi nợ dụ tờ lỡ hệ ra hệ tha ra chân à sẵn phân bằng thang tiếp đang bị cắt bằng thoi đầm lại đám nơi cả đất chính trùn viết cư chỉ rương trăm bát đài cua tại miền cả cả co sáng hệ tha ra chân à sẵn phân đầm bị rung xây đặc cách Campuchia ai căn tư đầm đạc ca thamay mùi điện
ព្រោះបើយើងចង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកើនឡើងនិងឈានទៅដល់លំដាប់ថ្មីនៅពេលដែលកម្ពុជាត្រូវការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីបន្ថែមទៀតនេះបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់មានចំណល់ថាធ្វើមិនទាន់ឮសូត្រថាធ្វើណាប៉ុន្តែឥឡូវលោកអាចឧត្តមសុនចន្ទថុលលោកបានធ្វើការជម្រាបជូនហើយថាយើងទិញគ្រឿងចាក់អស់ចិត្ត100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយផ្លូវនេះគឺបងប្អូនមានមន្ទិលមកអាសនមួយទៀតថាជាចេញពីណាទៅណាឲ្យពិតប្រាកដអញ្ចឹងលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យចេញពីផ្លូវទំនប់កប់ស្រូវរហូតរាប់តាមផ្លូវជាតិលេខ4នៅខាងស្ដាំនោះដល់30គីឡូម៉ែត្របានបត់ឆ្វេងវិញទៅទីរលត់រលកបាទហើយទៅដល់ខេត្តព្រះសីហនុតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងផ្លូវចម្ងាយដែលមាន190គីឡូម៉ែត្រនេះបើសិនជាចំណាយទៅការធ្វើផ្លូវវាមិនសូវអស់ច្រើនប្រមាណទេបាទប៉ុន្តែរួមនឹងផលប៉ះពាល់ហើយនឹងការសាងសង់ស្ពានការសាងសង់កន្លែងស្នាក់នៅបដអសន្នបាទបាទហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនោះគឺថាចំណាយថវិកាច្រើនបាទបើតាមប្រសាសន៍របស់អាដាមសុនយធលគាត់ថាចំណាយលុយចិត្ត2000លានដុល្លារនោះបាទ2000លានដុល្លារដើម្បីមកហើយផ្លូវហ្នឹងមកសំរុំអញ្ចឹងកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានលើកព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមានដីនៅជាប់ក្នុងបាទគាត់ត្រូវប៉ាន់ដែរបាទអ្នកខ្លះអត់ចង់លក់ទៀតណាតម្លៃមកមកអត់នោះទេបាទព្រោះថាផ្លូវថ្មីចិត្តមានហើយបាទបាទអញ្ចឹងអាចពួកគាត់នឹងរកស៊ីបានហើយជាពិសេសកន្លែងដែលថាសម្រាប់បដអសននោះអាចនៅធ្វើកន្លែងលក់ដូរបានទៀតបាទពួកភ្ញៀវទៅអាចឈប់សម្រាប់គឺថាហូបចុកហើយអញ្ចឹងរស់រាន់ទៅធ្វើអីហើយទៅព្រោះថានៅក្នុងយ៉ាងយូរចុងឆ្នាំនេះទេបាទមិនយូរទេចុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងយ៉ាងយូរបំផុតដើមឆ្នាំណាហើយព្រោះថាលទ្ធផល2019យើងបានត្រៀមអស់ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែនៅការដោះស្រាយផ្នែកផលប៉ះពាល់មួយចំនួនបាទបាទហើយត្រូវវាតម្លៃលើថាតើមុខតំណែងណាសម្ភារៈណាដែលយកចូលដែលអត់បងពុនហើយអ្វីដែលត្រូវបងពុនបាទនៅប្រទៀងបន្ទុញនេះឡើងនឹងតិចបាទបាទអញ្ចឹងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគឺរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាណត្តិទី6នេះនឹងធ្វើចេញជាផ្លែផ្កាច្រើនណាស់ហើយជាពិសេសព័ត៌មានមួយទៀតគឺពង្រីកផ្លូវជាតិលេខ1បាទក៏អស់ថវិកាច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកផ្លូវជាតិលេខ1ក៏ត្រូវបានដែរបាទគឺថារដ្ឋាភិបាលមិនបង្ងើកតោយទេបាទគឺថាផ្លូវគឺជាការចាំបាច់បាទអញ្ចឹងកន្លងមកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកបានលើកឡើងហើយថាកត្តាទី1គឺថាមានផ្លូវមានទឹកមានភ្លើងអាហ្នឹងគឺប្រជាជនយើង